chào mọi người, Trang và Pito đã quay trở lại với mọi người đây. Ngày hôm nay thì Pito sẽ đồng hành cùng với Triumph Moto. Thực ra thì trước giờ Trang chưa bao giờ đi đến một buổi ra mắt sản phẩm mới nào, và đặc biệt là xe mô tô lại là cái phân khúc mà Trang cũng chưa bao giờ tìm hiểu về nó. Vậy thì bây giờ Trang mời tất cả mọi người đi cùng với Trang vào xem show của chúng ta hôm nay có gì nha. Và bây giờ Trang sẽ cho mọi người biết trong Motor Show có cái gì. Đầu tiên là xe, tất nhiên là xe rồi. Trời ơi, một chiếc quá đẹp mọi người ơi. Và mọi người ơi, nhìn nè, ở đây còn có những chiếc áo da rất là xịn sò. Và những đồ bảo hộ để mà đi xe mô tô nữa. Và ngoài ra ở đây có những chiếc phụ kiện dành cho xe, ví dụ như là vè. Là rè chứ không phải vè bạn ơi. Hoặc là bạc đạn. Trang cũng chỉ biết sơ sơ như vậy thôi mọi người ạ. Và ngoài ra ở đây còn một số mẫu xe nữa nè. Ở đây đa phần toàn là đàn ông, cho nên là mọi người có thể thoải mái vào đây xem xe, thử xe, được chạm đến những chiếc xe mà mình mơ ước. Ủa mọi người ơi, ở đây mình còn có in xe nữa. Trời ơi, êm quá. Cái này là bằng da thiệt chắc chắn rồi. Xe mấy trăm triệu không thể nào mà mấy cái này bằng da tổng hợp được mọi người. Và đây là sản phẩm mới của Triumph Motor. Tuy nhiên thì hiện tại thì tất cả những sản phẩm mới đều được chùm kính mít như thế này. Và trong một chút lát nữa thôi thì mình sẽ được thấy được hình dạng của chiếc xe này như thế nào, đẹp như thế nào và hoành tráng như thế nào. Mọi người cùng chờ với Trang nha. Ồ, và các bạn ơi, những món ăn của Pito hiện tại cũng đang được chùm kính mít luôn. Mình vẫn chưa biết bên trong là cái gì. Tí nữa các bạn sẽ biết sau nha. Xe đã được công bố thì đồ ăn của Pito cũng được công bố luôn nha mọi người. Trời ơi, chả giò ngon tươi chưa? Đây nữa. Rồi, chào tất cả các bạn. Mình là Trang, mình đến từ Pito. Thì ngày hôm nay mình muốn hỏi các bạn là các bạn thưởng thức đồ ăn trong buổi tiệc ngày hôm nay rồi, thì không biết các bạn cảm thấy là đồ ăn của bên mình như thế nào ạ? Dạ, em ăn thì em thích nhất là món cá chiên này, nó rất là ngon. Nó rất là đặc biệt. Rồi, dạ. Cảm ơn. Còn em? Dạ, còn em cũng thấy là cái món này đều rất là ngon, và đặc biệt là có sữa chua để mình tráng miệng nữa ạ. Dạ, rồi, dạ. Ok, vậy còn bạn ạ? Dạ, món nào cũng ngon ạ. Em thích nhất là món gà. Bạn em có thích chị không? Nani? Như các bạn thấy đó, một buổi tiệc có xe đẹp thì không nào thiếu được đồ ăn ngon. Và đồ ăn ngon đó đến từ đâu? Đó chính là Pito. Và Trang thấy rằng là đây là một gợi ý rất là hay dành cho những buổi triển lãm. Nếu như công ty bạn có những buổi triển lãm ra mắt sản phẩm mới thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Pito sẽ cung cấp những món ăn ngon, xịn, mịn dành cho những khách hàng của các bạn. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của Pito. Và hy vọng mọi người enjoy buổi ra mắt sản phẩm mới của Triumph Motor Show. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ Trang phải đi đây.